Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về hoa hồ điệp. Vì sao mà người ta nói là bông hoa hồ điệp á có thể nở được? Tức là mình coi trên mạng đó, thấy mấy cái kênh họ cứ đăng là bông hồ điệp nở được 5 tháng mới tàn, 6 tháng mới tàn, 7 tháng mới tàn. Điều đó là có thật, nhưng chỉ có thật khi với lại, tại vì nhà mình đợt này trải qua như thế này mình mới biết này mọi người. Vì mấy cái chậu hồ điệp này á là mình mua về mình trưng, mình chơi Tết. Xong rồi mình đem đi mình trồng lại các bạn. Đó, mấy cái chậu này là mình trồng hôm ngày 16 Tết này các bạn nè. Mấy cái bó búp này thì nó mới nở dễ thương quá. Thì mình trồng lại thì dĩ nhiên là chơi hoa xong thì phải cắt vòi hoa, ngòm hoa đi mới trồng lại đúng không? Thay vì mình cắt ngòm hoa ở trên xuống tận dưới đây á các bạn thường cắt hết ngòm hoa luôn. Thì mình không cắt hết ngòm hoa, mà mình cắt mình chừa mấy cái mắt hoa ra. Chừa mấy cái mắt hoa ra thì nó lại tiếp tục, những cái mắt đó nó lại tiếp tục ra nụ và nở hoa. Lá rất là đẹp luôn á, lá hồ điệp trồng rất là cứng, rất là đẹp. Nó cũng có bị vàng một vài lá nhưng không sao hết mọi người. Đó, và những cái đầu ngọn này nó lại tiếp tục đẩy bông ra các bạn. Màu vàng rất là đẹp luôn. Cho nên là mình mới rút ra được kinh nghiệm là người ta nói 6-7 tháng mới tàn. Tức là một cái cành hoa, một cái vòi ngòm hoa đó mình có thể chơi đến 6-7 tháng. Khi những bông hoa tàn thì mình chăm sóc tốt nó lại đẩy hoa ra. Đó là điều người ta hay lý giải, người ta nói nhưng người ta không giải thích. Mọi người không giải thích thì mình nghe mình cứ tưởng là một bông hồ điệp có thể nở lâu như vậy mới tàn, nhưng mà nó không được lâu như vậy nha các bạn. Nó chỉ được 2 đến 3 tháng thôi nếu như mà các bạn không tưới nước vào bông hoa này. Còn mình tưới á, mình để trên cái giàn này, nước nó vào bông hoa này thì nó cũng rất nhanh tàn các bạn ạ. Nó chỉ được 2 tháng thôi chứ nó không được 6-7 tháng đâu. Nhưng một ngòm hoa có thể chơi hoa được 6-7 tháng là có thật đó các bạn. Các bạn thấy không? Như những cái ngòm này, mình mua về để mình nhưng Tết mà, bữa Tết nó đã nở hết rồi, nó chỉ còn một vài bông búp cuối cùng thôi. Mà bây giờ nó còn nụ quá trời luôn. Đó, đẹp hơn ngoài mong đợi luôn đó các bạn. Các bạn thấy không? Chứng tỏ là nếu mà chăm sóc tốt á, những cái này nó lại tiếp tục đẩy hoa nha các bạn nha. Hôm nay mình quay video ở dàn lan trên các bạn ạ. Rồi, đó, mình đếm bông nhá. 1 này, 2 bông này, 3 bông này, 4 bông này, 5 bông này, và tiếp tục nó lại đẩy ở đây ra này. Xong rồi khi mình chơi xong cái này, nếu mình mà mình tận dụng á, khi những cái đó nó ra bông hết rồi mình lại có thể cắt trên đây và những cái mắt này nó lại tiếp tục ra bông. Nó lại ra bông tiếp các bạn ạ. Cho nên là một vòi hoa, một cây hồ điệp có thể chơi hoa rất là lâu tàn, 7-8 tháng là chuyện bình thường một ngòm hoa đấy. Thì nó cứ, mình cứ chăm sóc tốt mà những cái mắt đó nó lại ra hoa. Dưới đây mà nó còn ra được mấy bông đẹp, quá đẹp luôn. Đây là một mắt thôi đó. Trời hơi tắt nắng một xíu. Lá hồ điệp rất là đẹp luôn. Dĩ nhiên lúc mình trồng lại thì môi trường mới nó cũng bị hư một vài lá, nhưng mình nên để cho nó rụng tự nhiên nha các bạn, chứ mình không nên gỡ nó ra nha. Cái rễ này nó đang ở dưới, nó có độ ẩm, nó đang cong vòng xuống nó hút. Thì cái này là nước, do nguồn nước bị nhiễm phèn nha các bạn. Ít bữa nữa thì mình, lúc nào mình ấy thì mình lại lau nó đi cũng được, còn không có để vậy. Mình đang xử lý nguồn nước rồi, mình gắn nước máy xong rồi, đang những công đoạn cuối cùng nữa là xong. Ít bữa nó hoa lan nhà mình thì rất là đẹp. Đó, nếu mà các bạn mua lan về các bạn chơi á, các bạn đừng nên lúc cắt bỏ vòi hoa đi á, cắt bỏ cái ngọng nữa, các bạn đừng nên cắt hết. Như cái này mình không cắt, mình thử này, chỉ để một cái cành này thôi, mình để mình test á, thì nó lại tiếp tục đẩy hoa lên. Mình chỉ cắt những cái bông hoa mà
nó tàn rồi thôi đó. Các bạn thấy không, nó còn những cái cúm hoa nữa. Dĩ nhiên nó tàn là mình phải cắt bỏ rồi, chứ để nó rụng tự nhiên nó thì nó hại cây á các bạn. Đó, một chậu thì mình trồng hai cây các bạn ạ. Vì bữa mình mua một bình, đó là một cái chậu sứ lớn, đó là 9 cây, thì mình trồng lại được 4 chậu này các bạn này. Đây này, 1 này 2 này 3 này, rồi 4 chậu 2 cây và 1 chậu 1 cây bên đó đó các bạn. Đó, lâu lâu buồn lên ngắm những cái bông hoa này thì cũng rất là hay. Nói chung mình dàn lan trên đây á, là mình trồng Phú Thọ với HO với lại mấy cái lan ấy, cho nên là mình cũng ít lên trên đây. Mình cũng ít trồng mấy cái lan này trên đây, chỉ mình lên mình chăm sóc rồi mình ngắm thôi. Còn đen rố thứ mình trồng ở dàn dưới, nhưng dàn dưới thì lại che ánh sáng xanh, cho nên là ngắm nó cũng không thích lắm. Tưới phân thì mình tưới rất đơn giản thôi. Mình bây giờ nó đang ở cái chế độ này thì một tháng mình tưới cho nó một lần 6-30-30, để những cái mắt hoa này này các bạn này nó vẫn tiếp tục bắn ra. Còn bình thường mình tưới 20 đều, nhưng bây giờ mình ít tưới lắm, 2 tuần mình mới tưới phân một lần thôi. Mỗi lần tưới phân đạm á thì các bạn nên pha chung với một loại, nói chung NPK thì nên pha chung với một loại kích rễ. Ví dụ như các bạn tưới 20 đều thì nên pha thêm kích rễ, ví dụ như thế là B1 hoặc Atonic hoặc có Super Thai thì càng tốt. Super Thai thì các bạn chỉ có thể pha nhiều nhất là 4 giọt 1 lít nước nha, còn bình thường thì 2 giọt cũng được. Nó đắt nhưng mà lại xài ít. Đó. Những bông hoa màu vàng chanh rất là đẹp, ngắm mùa dịch trốn dịch ở nhà thì cũng rất là hay. Còn đây là cái chậu của bán thủy canh của mình nè. Hôm trước nó sắp mèo củ tỏi đó các bạn, bây giờ nó ra rễ rồi các bạn ạ. Ở trên đây thì bây giờ nó đã ra rễ nhiều rồi và nó đang bắt đầu nhú lá ngọn rồi. Đây, chỗ này hơi ấy, khó thấy nhỉ, mình nhìn thấy lá ngọn rồi đó, cái đầu trong nhỏ xíu đó. Mình thì ráng chăm sóc, bữa nay mình trồng hồ điệp mình nghiêng về bán thủy canh các bạn ạ, vì mình thấy nó thứ nhất là sạch sẽ này, tại mình tưới ở trên đây cái này nó bị nhiễm phèn nó bắn, chứ còn đúng là bán thủy canh thì không phải tưới nước nha các bạn, mình chỉ châm nước vào thôi. Mình cũng có video chia sẻ mà bón phân cho lan bán thủy canh ấy, nó có phân riêng đấy, khi nó ra rễ mới nó ăn xuống rồi á thì mình có phân riêng cho nó, mình ít chăm sóc rất là tiện lợi luôn, mà lại khỏe đó các bạn. Cái lá này thì dĩ nhiên nó bị héo rồi, chắc nó cũng bị hư thôi, nhưng mà rễ mới thì ra rất là đẹp, rễ đã bắt đầu đâm xuống theo chiều của nước rồi đó, đầu rễ rất là nhiều luôn, tức là cây này phát triển rất là khỏe. Mình hy vọng Tết này sẽ có hoa chơi, mình đem vô bàn mình trưng á thì sẽ rất là đẹp luôn. Cái này thì nước hơi nhiều, tí nữa mình sẽ bỏ bớt nước ra nha. Hồi nãy mình mới tưới ầm ầm á mà. Khi trồng bán thủy canh á thì các bạn đừng có để cho nước ngập quá cái củ của nó nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ bớt nước ra, chứ ngập quá cái củ của nó là nó sẽ bị thối đấy các bạn. Đó, nó sẽ bị thối á. Khi nước ngập quá cái củ là nó sẽ bị thối. Cái này chắc hoa màu tím này, hồ điệp này chắc hoa màu tím đó. Rồi, video hôm nay mình xin chia sẻ cho mọi người, nói chung tâm sự sàm cho vui á mà. Đó là chúng ta những cái bông hồ điệp này chúng ta cắt ngòng á, thì chúng ta nên chăm sóc, tưới phân, tưới đạm, tưới đủ phân, đủ đạm, đủ lân, đủ kali và đủ các thành phần vi lượng thì nó sẽ tiếp tục đẩy vòi hoa, mắt hoa ra. Những cái mắt này này các bạn, đấy, ít bữa nữa nó lại đẩy hoa ra nhá. Để mình cứ thử coi những cái ngòng hoa này nó có thể ra hoa hết là được bao nhiêu thời gian nha. Tới bây giờ là được 6 tháng rồi đó các bạn. Vì bây giờ là đã hết tháng 3 rồi. Nay đã 29-30 tháng 3 âm lịch rồi. Mà bữa mình mua trước Tết là 15 ngày là hoa đã nở. Hoa đã nở tới những bông
còn vài cái nụ ở trên nữa thôi, tức là lúc đấy nó đã nở được cả hơn một tháng, gần 2 tháng rồi đó, mà bây giờ nó còn đẹp cả này luôn. Tức là hoa lan hồ điệp có thể, một ngòm hoa có thể chơi được 6-7 tháng là chuyện bình thường đó. Tại vì có một số bạn mới chơi hồ điệp thì không biết, cứ thấy người ta đăng là hoa lan hồ điệp có thể nở được 6-7 tháng mới tàn, thì các bạn không hiểu lý do tại sao đó. Cho nên mình làm video này để chia sẻ vậy thôi đó. Mình thích hai cái bông nhỏ xíu xíu này. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video nha. Nếu mọi người mà thấy video hay, hữu ích thì hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng mình nha. Mình chỉ chia sẻ và kết nối đam mê chứ mình không bán lan nha các bạn. Rồi bye bye.